Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh truyền hình FBNC. Và chủ đề của chúng ta bàn luận ngày hôm nay đó là quản trị cuộc đời một cách chiến lược. Mời quý vị cùng gặp gỡ vị khách mời quen thuộc của chương trình, đó là anh Nguyễn Ngọc Oanh Vũ, là chuyên gia phát triển tài năng và là giám đốc của công ty Hiền Tài Việt. Vâng, cảm ơn anh đã đến với chương trình. Vâng, thưa anh, chúng ta bàn quá nhiều và nghe quá nhiều về cái chữ chiến lược. Ở đây là suy nghĩ chiến lược, hoạch định chiến lược cho công ty, phải có cái tầm nhìn chiến lược. Nhưng ở đây một cách cụ thể thì để người doanh nhân, người CEO, người chủ doanh nghiệp có thể vận dụng tư duy chiến lược thì họ nên bắt đầu bằng những cách thức như thế nào, cụ thể ra sao? Thì tôi nghĩ nếu mà áp dụng tư duy chiến lược mà chúng ta đi từ lý thuyết đó vào thực tế thì chúng ta sẽ phải nghĩ đến những cái công cụ mà chúng ta sẽ phải dùng để áp dụng cái tư duy chiến lược, hay là để làm cho tư duy chiến lược trên lý thuyết nó phát huy trong thực tế. Để đó gọi là chúng ta đang suy nghĩ chiến lược đó thì sẽ bắt đầu như thế nào bằng những thì ví dụ như là một người thì luôn luôn sẽ phải đi qua trải nghiệm qua cái loạt bài phân tích về bản thân. Phân tích về bản thân cụ thể nó là sẽ phân tích về sở trường, sở đoản, về sở thích, để chúng ta xác lập được là cái tiềm lực hiện có của chúng ta là gì, cái tiềm năng mà chúng ta muốn phát triển trong tương lai, cái hướng đi nhất định trong tương lai nó là cái gì. Bởi vì mọi chuyện nó có ý nghĩa nhiều hơn trước khi mà có một cái quyết định. Tức là anh đã ra được cái quyết định rồi thì nó không còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì lúc đó nó sẽ những cái công cụ, ví dụ như là anh sẽ hoạch định, anh sẽ phải có một cái kế hoạch hành động nó ra sao hay gì đó, nó sẽ phát huy tác dụng. Nhưng mà cái giai đoạn trước khi anh có một cái quyết định, những cái yếu tố nào anh nêm vào, anh cân nhắc, anh suy nghĩ tới, anh suy tư xem thử nó lợi hại ra sao, nên làm hay không nên làm hay gì đó, thì mọi chuyện đó nó sẽ liên quan tới tư duy chiến lược. Và áp dụng cho CEO thì có thể nói là phân tích bản thân toàn diện và dựa trên cái loạt cái công cụ đó, là chúng ta có những cái bài trắc nghiệm mà chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta biết được là anh nên phát huy cái sở trường của anh ở lĩnh vực đó thì anh sẽ thành công vượt bậc. Anh nên tránh cái đường hướng này bởi vì nó sẽ gây cho anh có thể là đưa vô quá nhiều cái nguồn lực mà có thể là không cần thiết, hay là nếu mà trải rộng ra theo cái chiều thời gian của cuộc đời thì rõ ràng đó là một, nó không phải là một cái đầu tư khôn ngoan lắm mà đem lại lợi. Tôi ở đây thì như anh nói thì tư duy chiến lược có thể như xem một cách nhìn dài hạn hơn về cái công việc điều hành của mình, và phân tích được cái điểm mạnh để tận dụng cái đó để phát triển và tập trung vào những nguồn lực mạnh. Có phải làm như vậy không? Đúng vậy, thì nếu mà tư duy chiến lược áp dụng vô thì mình sẽ thấy nó khác biệt với lại cái quan điểm mà nhìn vấn đề toàn diện. Tức là đương nhiên chúng ta cũng nhìn cuộc sống, hay chúng ta nhìn cái cơ sở kinh doanh, cái thị trường này ở trong cái hệ thống, nhưng mà cái bức tranh của cuộc sống nó sẽ khác biệt nếu mà chúng ta áp dụng cái tư duy chiến lược. Chúng ta thấy nó là những cái mảnh nhỏ ghép lại để làm nên cái bức tranh cuộc sống, cái bức tranh tổng thể. Nó khác với lại cái bức tranh toàn diện kia. Tức là nó là những cái yếu tố mà đã được sắp đặt, được xã hội nhìn nhận. Và nó sẽ diễn tiến. Tức là bây giờ có 3 yếu tố, ngày mai có 5 yếu tố. Và những yếu tố nó không có biến thiên. Nó là những cái yếu tố mà hầu như là cố định, gần như là cố định. Còn đối với tư duy chiến lược, chúng ta sẽ phải nương theo, chúng ta sẽ phải linh hoạt với lại những cái yếu tố mới từ môi trường, từ thị trường. Chấp nhận sự thay đổi so với những cái thường lệ, có những thay đổi đột phá. Đúng rồi. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta áp dụng tư duy chiến lược vào thực tế, chúng ta sẽ thấy là tại sao cái công ty nhỏ vẫn có thể tạo được những cái lợi thế cạnh tranh so với những cái công ty lớn. Chứ không nhất thiết là nếu mà suy nghĩ theo cách truyền thống hay theo cái quan điểm phát triển toàn diện thì chúng ta sẽ thấy là những cái công ty nhỏ hay là mới ra, mới khởi nghiệp, mấy bạn mới khởi nghiệp không có cơ hội. Bởi vì nguồn lực họ thiếu nè. Bởi vì họ không có được cái mạng lưới phân phối, hay là không có được cái nguồn lực tốt. Vậy thì một cách cụ thể ở đây, anh vừa mới nhắc tới chuyện bạn trẻ khởi nghiệp, thì ở đây ví dụ chúng ta lấy một cái trường hợp là một cái công ty mới khởi nghiệp, ví dụ như trong lĩnh vực công nghệ chẳng hạn, một cái ứng dụng trên điện thoại chẳng hạn, thì ở đây một cái người trẻ khởi nghiệp, người chủ doanh nghiệp đó, thì họ nên có cái tư duy chiến lược như thế nào? Tư duy như thế nào thì gọi là chiến lược? Ví dụ như là họ sẽ nhìn nhận cái việc mà quảng bá sản phẩm có thể là một cách chiến lược như vậy. Tức là họ sẽ phải chọn cái sự khác biệt để từ đó họ có một cái cơ chế tạo ra, hay là một cái quy trình tạo ra cái giá trị cho thị trường. Ví dụ như là nếu mà anh có một cái sản phẩm tốt theo truyền thống đó, chúng ta sẽ đi theo cái quy trình như vậy. Tức là anh sẽ phải có anh phải có cái sản phẩm tốt, anh tạo được cái sản phẩm tốt, sau đó anh mới quảng bá cái sản phẩm.
rồi anh mới tạo được cái kênh phân phối khi mà anh có nhiều khách hàng. Anh sẽ phải đi từng bước như vậy. Đó là theo cái cách truyền thống. Mà nếu bây giờ chúng ta không có được những cái nguồn lực để chúng ta làm như vậy, từng bước như vậy, thì chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ phải nghĩ đến cái nguồn lực. Nội lực chúng ta đang có gì? Ngoại lực chúng ta có thể huy động ra sao? Rồi sau đó chúng ta đưa cái nội lực và ngoại lực đó vào cái bức tranh chiến lược. Rồi chúng ta mới nhặt ra, cái chỗ này có thể tôi đóng góp được giá trị, cái chỗ này chúng ta có thể khai thác được. Thì nó là tư duy chiến lược để tạo ra cái lợi thế cạnh tranh cho họ. Để mà gọi là thực hành tư duy chiến lược thì liệu người lãnh đạo doanh nghiệp, người CEO hay người chủ doanh nghiệp, liệu họ có thể tự làm hay không, hay là có nhất thiết phải cần tới một cái sự tư vấn của một bên thứ ba chẳng hạn? Thông thường đó thì nói đến tư duy chiến lược, bởi vì chúng ta khi mà chúng ta nói đến cái kết quả của tư duy chiến lược, nó sẽ là cái kết quả, không phải là tiệm tiến như vậy theo cái thời gian, mà nó sẽ là những cái bước nhảy. Tức là anh đang ở vị trí A, anh có thể nhảy lên vị trí B để tạo sự khác biệt về chất, chứ không phải chỉ là sự khác biệt về lượng hay là về cái yếu tố thời gian. Đó. Vậy thì có phải là cần những cái bộ óc mà nó siêu hơn, cần cái mức độ tư duy chiến lược ở cái tầm cao hơn, thì chúng ta mới có thể là nhìn nhận vấn đề khác đi. Mà chỉ có tư duy khác đi hay nhìn nhận vấn đề khác đi thì chúng ta mới có những cái hành động hay có những cái quyết định nó khác đi được. Vậy có phải chăng là một doanh nghiệp nên có một cái vị trí nào đó riêng, chẳng hạn giám đốc chiến lược chẳng hạn? Như là tập đoàn FPT thì có một giám đốc chiến lược riêng rất là nổi tiếng là anh Nguyễn Hữu Thái Hòa. Thì ở đây một câu hỏi đặt ra là phải nên có một vị trí nào đó riêng cho chiến lược để họ tập trung hoàn toàn vào chiến lược. Bởi vì là người CEO sẽ phải đương đầu với những cái công việc hàng ngày, những cái công việc diễn ra, những cái problem, những cái vấn đề hàng ngày. Còn phải có một cái bộ óc nào đó tập trung riêng vào những cái chiến lược dài hơn, hoặc là những cái bức tranh tổng thể hơn như anh vừa nói, ngồi lại phân tích, tập trung phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, thì có nên tách biệt ra không, hay là chúng ta có thể nhập chung của đó lại thành một vị trí? Thực tế đó thì chúng ta có cái vị trí giống như là FPT, chúng ta có cái nhà chiến lược hay là chiến lược gia. Chiến lược gia. Thông thường đó thì là chúng ta có chiến lược gia. Ví dụ như là tôi lấy ví dụ như là một cái kỳ tranh cử tổng thống của Hoa Kỳ. Thì Obama cũng có một cái chiến lược gia, mà không phải là chỉ một chiến lược gia. Mà ông ta có thể là có nguyên một cái đội ngũ chiến lược gia thân cận để có thể cung cấp những ý tưởng, có thể cung cấp những cái kế hoạch nó khác biệt. Hay là khi mà ông ta đã tại vị, bước vào cái ghế của tổng thống rồi, thì ông ta cũng có cái nội các, và chính tay ông chọn những cái người, những cái chiến lược gia ngồi vô cái vị trí đó để có thể cung cấp cho ông những cái lời giải cho những cái vấn đề mà chưa bao giờ ông kinh nghiệm, ông trải nghiệm trong quá khứ, hay là chưa bao giờ ông có thể lường trước được. Thì lúc đó tư duy chiến lược cần đến những cái bộ óc mà nó cao hơn hay là ưu việt hơn. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều, và chúng ta sẽ tạm dừng giải lao tại đây. Cảm ơn anh. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của anh Nguyễn Ngọc Anh Vũ, là chuyên gia phát triển tài năng, là giám đốc của công ty Hiền Tài Việt. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại sau ít phút giải lao.